shophangnhatvip.com xin chào các bạn. Chúng tôi có hai địa chỉ website hangnhatvip.com và hangnoidiệnhat.com.vn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng máy lọc không khí Panasonic FVXF45. Máy lọc không khí Panasonic FVXF45 hay còn gọi là máy Panasonic mặt dâng cửa ngáp. Các bạn hãy lưu ý khi chúng ta mở máy lên thì cái cửa này nâng lên, cửa phía trên mở ra thì gọi là máy Panasonic mặt dâng cửa ngáp. Máy bên kia chúng tôi đang tắt đi thì nó sẽ tự động đóng lại. Đó, tự động đóng lại. Bây giờ tôi sẽ bật lên. Đó, hai cửa gió sẽ tự động nâng lên. Máy rất là đẹp và hiện đại, với màn hình LED ở phía trước để báo tín hiệu sạch của phòng. Khi nào mà chúng ta thấy đèn màu xanh thì có nghĩa là máy đã lọc được các cái bụi ở trong gia đình, và những cái cửa này sẽ tự động hạ xuống. Khi đèn đỏ thì tự động chạy. Tất cả những máy của chúng tôi thì chúng tôi đều Việt hóa những chữ tiếng Nhật ở trên này thành tiếng Việt để các bạn dễ dàng sử dụng. Và chúng tôi sẽ có một video hướng dẫn chi tiết. Trước khi vào sử dụng thì các bạn hãy lưu ý, phía bên phải của máy sẽ có một bình nước như thế này. Các bạn hãy nhấn vào đây, lấy bình bù ẩm, mở nắp ra và cho nước vào đây. Cho nước và lắp lại vào đây. Cho nước lắp lại vào đây thì khi nào độ ẩm xuống dưới 40%, các bạn hãy lưu ý đặt ở chế độ lọc không khí và bù ẩm thì máy sẽ tự động lấy nước để bù ẩm và không khí. Máy này bù ẩm rất thông minh, khi nào độ ẩm đạt đến 50-60% tùy vào nhiệt độ trong phòng thì máy sẽ tự động dừng. Các bạn sẽ hình dung ra là một số các cái máy phun sương hình con ếch ạ, thì nó sẽ phun lên hơi nước, nhưng máy này sẽ không phun ra hơi nước, sẽ làm đỡ để cái vấn đề là nếu như phun ra hơi nước, ví dụ như con ếch, thì nó sẽ làm hỏng các thiết bị điện tử trong gia đình và có khi nó sẽ làm cho gia đình cái phòng của chúng ta bị ẩm hơn. Tuy nhiên cái này thì nó sẽ khuếch tán nước và không khí, các bạn sẽ không nhìn thấy hơi nước, không nhìn thấy hơi nước. Để có thể kiểm chứng được thì các bạn hãy bật phòng điều hòa, và nếu như các bạn để nhiệt độ phòng khoảng dưới 20 độ C thì sau một đêm thì sẽ hết một cái bình nước này. Máy thì sẽ lọc sạch được 90-95% các lượng bụi nhỏ bay lơ lửng ở trong không khí mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Ngoài ra còn có tính năng bù ẩm thông minh. Bù ẩm thông minh thì các bạn đã có thể biết được rồi, là máy có tính năng bù ẩm thông minh. Ngoài ra máy còn có tính năng khử mùi diệt khuẩn bằng công nghệ NanoE, công nghệ đặc trưng của Panasonic. Chúng tôi sẽ có một video, một bài viết riêng về công nghệ NanoE có tác dụng như thế nào. Máy thì sẽ hút không khí vào các cái điểm phía trên ở hai bên này và phía dưới, lọc qua màng lọc và thổi không khí sạch lên phía trên. Các bạn hãy xem cái bài viết ở dưới video này để biết thêm về chi tiết về máy lọc không khí Panasonic FVXF45 thì sử dụng cho phòng diện tích từ khoảng độ tầm 30 đến 34-35 mét. Máy đã được shop hangnhatvip.com kiểm tra vệ sinh rất là kỹ trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Máy rất là đẹp. Hàng nội địa Nhật thì điện sẽ là 100V, điện 100V. Tuy nhiên chúng tôi đã chuyển điện từ 100V thành điện 220V bằng bộ chuyển điện như thế này. Bộ chuyển điện như thế này chúng tôi đã lắp vào phía trong, và bên trong này sẽ có một cái cầu chì bảo vệ. Cầu chì bảo vệ cho máy, nếu như mà phát hiện cái việc quá tải thì nó sẽ tự ngắt. Tuy nhiên bộ chuyển điện này đã được các công ty sản xuất tối ưu rất là tốt, có thể chịu tải gấp 2 lần cái máy này. Thế nên các bạn yên tâm sử dụng. Máy lọc không khí Panasonic FVXF45 hay còn gọi là máy Panasonic mặt dâng cửa ngáp. Nếu các bạn cần có thêm các nhu cầu hoặc là thông tin gì khác thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0983137046 để chúng tôi hướng dẫn thêm các bạn. Đó, cửa gió phía trên là rất là không khí ra ở đây rất là sạch. Chúng tôi sẽ hướng dẫn qua các chi tiết sử dụng như sau. Đây là nút bật tắt máy. Đó, khi chúng ta bật lên thì bên này có các chế độ chọn. Như đây, chế độ lọc không khí và bù ẩm. Yêu cầu ở chế độ này là phải có nước thì máy mới chạy. Đó, chế độ chỉ lọc không khí. Tiếp theo là chế độ lọc không khí bù ẩm ngẫu nhiên. Cái này không có nước, máy vẫn chạy. Còn bên này là chọn chế độ luồng không khí. Các bạn ấy, luồng không khí tự động này, luồng không khí yếu, luồng không khí trung bình, luồng không khí mạnh. Tôi khuyên các bạn để chế độ tự động. Còn đây là điều chỉnh cái cửa gió, thì cũng có các chế độ như thế này. Đó, tôi khuyên các bạn hãy để chế độ tự động. Đây là chế độ Eco Navi, giúp máy chạy tiết kiệm điện hơn. Còn đây là chế độ ban đêm. Khi chúng ta bật chế độ ban đêm thì đèn này sẽ giảm đi, các cái đèn tín hiệu giảm đi. Còn đây là nhấn giữ khóa trẻ em, các bạn hãy nhấn vào đây 3 giây. Nhấn 3 giây thì đèn này sẽ bật sáng, thì chúng ta sẽ không điều khiển được, để tránh trẻ em sẽ nghịch vào đây. Ở đây các bạn hãy lưu ý, khi đây là phím khóa trẻ em, khi nào mà muốn tắt cái phím khóa trẻ em này đi thì ta lại nhấn giữ 3 giây, như thế này đang khóa này, muốn tắt thì chúng ta lại nhấn giữ vào đây. Đó,
Còn vệ sinh máy thì các bạn hãy lưu ý, trước tiên các bạn hãy nhấc cái cửa gió phía trước ra, nhấc ra như này. Đối với máy của Panasonic thì cái màng lọc này các bạn hãy hút bụi và hong khô, không rửa nước đó. Màng than này thì chúng ta cũng hút bụi, cái này các bạn có thể xịt qua bằng nước, có thể xịt qua bằng nước đó, nhưng mà cũng chỉ hong khô thôi, đừng phơi khô nó mất hết cái mùi than hoạt tính đi đó. Các cái máy lọc không khí này thì chúng tôi sẽ kiểm tra cái tình trạng của màng lọc, nếu như màng lọc nào còn sử dụng được thì chúng tôi sẽ giữ nguyên, còn màng lọc nào mà không sử dụng được thì chúng tôi sẽ thay màng lọc mới cho các bạn đó. Thì các bạn hãy nếu mà cần thông tin gì thì truy cập vào trang web hangnhatvip.com hoặc hangnoidiannhat.com.vn. Xin cảm ơn.